chào tất cả các bạn. Như các bạn đã thấy thì đây là những chiếc chảo gang của hãng Lotte Sky Iron. Còn hôm nay thì mình sẽ review chi tiết những chai chảo gang Lotte to hơn, có kích thước từ 23cm trở lên, phù hợp để sử dụng cho các hộ gia đình. Đầu tiên là chảo gang Lotte kiểu Work Mini 23cm mã L9MWK. Chiếc chảo này thì có kích thước vừa đủ này, lòng sâu, phù hợp cho các hộ gia đình nhỏ. Chảo Work Mini thích hợp để làm các món bánh rán, làm món tôm chiên xù. Đặc biệt thì chiếc chảo này còn có thể giúp tiết kiệm dầu và giữ nhiệt rất là lâu. Tiếp theo đến chảo gang Lotte đầu bếp 25.4cm mã LCS3. Loại chảo này được yêu thích vì có kích thước lớn nhưng nhẹ hơn hẳn so với các loại chảo cùng size. Ví dụ như là chảo 26cm nặng 2,6kg nhưng chảo này chỉ nặng có 2kg mà thôi. Tuy nhiên thì nó vẫn giữ nguyên được các ưu điểm của các loại chảo thông thường. Với kích thước vừa đủ, trọng lượng tối ưu, chảo gang đầu bếp rất phù hợp cho các chị em phụ nữ, đầu bếp, nhà hàng. Bây giờ thì mình sẽ review những chiếc chảo gang có size to hơn. Đây là chiếc chảo gang Lotte 26cm mã L8SK3. Đây là chiếc chảo thông dụng nhất, thú vị nhất trên thế giới. Chảo nặng khoảng 2,6kg, có đáy sâu 5,5cm. Miệng chảo mở rộng, thiết kế một quai và một tay cầm, rất tiện lợi cho các món chiên, xào và làm bít tết. Chảo gang 26cm được coi là một sự lựa chọn hợp lý, lâu bền cho các hộ gia đình. Để các bạn dễ hình dung kích thước của chảo hơn thì mình sẽ so sánh với chiếc bếp ga mini này. Các bạn có thể thấy là khi để chiếc chảo L8SK3 này lên thì khá là vừa vặn với bếp. Vì thế rất thích hợp để sử dụng cho các hộ gia đình. Tiếp theo cũng là chảo 26cm nhưng có thiết kế sâu lòng. Chiếc chảo này có độ sâu là 7,8cm. Chính vì vậy chảo cực kỳ tiện khi mà chế biến thực phẩm. Bạn có thể chiên ngập dầu, xào đảo thức ăn thoải mái mà không lo thức ăn bị tràn ra ngoài. Chảo gang sâu lòng của Lotte cũng giúp bạn chế biến khối thực phẩm lớn hơn như miếng thịt to hơn hoặc là nướng được cả bánh nữa. Để thấy rõ được độ sâu của chiếc chảo này thì mình sẽ so sánh với chiếc chảo L8SK3 cùng size. Mình sẽ để hai chiếc chảo này chồng lên nhau. Độ sâu của chiếc chảo sâu lòng này thì sâu hơn hẳn so với chiếc chảo L8SK3. Còn đây cũng là chiếc chảo 26cm nhưng có thiết kế hai tay cầm mã L8SKL. Chiếc chảo này có hai tay cầm nên cầm khá là dễ dàng. Mình cầm thì khá là chắc và đầm tay. Chiếc chảo này thuận tiện cho việc cầm nắm nên rất phù hợp cho những hộ gia đình dùng lò nướng. Chiều dài chiếc chảo này tính cả hai tay cầm thì là 32,5cm. Chảo này có thể nướng vừa cả một con gà to. Chiều dài cán thì tương đối ngắn nên sẽ không bị vướng víu khi đặt vào lò nướng hay là trực tiếp lên bàn ăn. Tiếp đến mình sẽ review chảo gang nướng Lotte có rãnh tròn cũng 26cm mã L8GP3. Với thiết kế lòng rãnh thì sẽ tạo đường viền bắt mắt cho món ăn. Chảo gang rãnh thì sẽ chuyên dụng cho các món nướng, bỏ lò, làm bít tết. Tiếp đến là chảo gang Lotte rãnh vuông 26.7cm mã L8SGP3. Chiếc chảo này có lòng rãnh nên cũng sẽ tạo đường viền bắt mắt cho món ăn. Đây là chiếc chảo thông dụng và được yêu thích nhất cho món bò bít tết. Còn đây là chảo gang nướng đốt lòng bằng 26.67cm mã L9OG3. Chảo có thiết kế đáy phẳng hình tròn cùng một quay cầm. Đây là chiếc chảo rất hoàn hảo để bạn có thể làm bánh xèo, bánh nướng, pizza hoặc là bánh crepe. Thành chảo tuy có độ sâu không sâu như các loại chảo khác nhưng mà vừa đủ để giữ bột và dầu trong chảo. Đây là chảo gang nướng đốt rãnh vuông 30.5cm. Chảo sẽ tạo đường viền bắt mắt cho món ăn hơn và chảo khá nặng và to nên hợp với hộ gia đình đông người, nhà hàng hoặc là quán ăn. Với chiếc chảo này thì các bạn có thể làm món nướng BBQ tại nhà hoặc là tiệc ngoài trời. Còn đây cũng là chiếc chảo size 30,5cm nhưng có thiết kế hai tay cầm, trọng lượng là 3,45kg, đáy bằng. Và chiếc chảo này khá là to, mình có thể để chiếc dĩa và thìa vào để các bạn có thể dễ dàng tương quan về kích thước. Bây giờ mình sẽ thực hiện đo đường kính của nó. Đường kính là 30.5cm và đường kính cả tay cầm là 37cm. Với chiếc chảo này thì bạn hoàn toàn có thể chiên vừa cả một con cá. Các bạn có thể thấy là khi mình để con cá vào thì nó rất là vừa vặn. Cuối cùng là chiếc chảo gang Lotte size 33.5cm. Chiếc chảo này thì rất là nặng, có trọng lượng là 5kg. Với đường kính là 33.5cm thì bạn có thể nấu được một lượng thức ăn rất là nhiều.
phù hợp để sử dụng tại các nhà hàng. Cũng như các sản phẩm chảo cán khác mang thương hiệu Lotte thì chiếc chảo này rất là bền, không bao giờ hỏng, có thể chịu được nhiệt tốt và nhiệt đều, giữ nhiệt lâu, giúp món ăn lưu giữ được cái vị ngon vốn có của nó. Chiều dài của chiếc chảo này là 33.5cm. Mình sẽ đặt một con cá vào để các bạn có thể dễ dàng so sánh. Rất là vừa vặn. Tất cả các sản phẩm chảo gang mình chỉ huy từ đầu đến bây giờ đều có thể sử dụng được với mọi loại bếp, từ bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại cho đến bếp điện, và sử dụng cho lò nướng cũng rất là an toàn. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video review sắp tới.